tôi là Bùi Vinh Ngọc, tôi là một người cũng là đam mê về xe. Thì đến bây giờ thì tôi chơi là cũng được vào khoảng hơn 10 năm. Trước đây thì tôi chơi về ô tô, sau đó cũng qua các cái cuộc chơi, sau đấy thì hiện tại đã chuyển sang cả xe máy, và chơi cả xe đạp. Cái bộ sưu tập của tôi thì hiện tại bây giờ thì nhiều thì cũng không phải là nhiều, nhưng cũng gọi là có đủ những cái trong phục vụ cho cái niềm đam mê yêu thích của mình. Thì xe DK này thì hiện tại thì tôi rất thích nó, bởi vì cái công năng sử dụng của nó phù hợp với lại chính tôi. Thứ nhất là nó cũng nhỏ nhắn, thứ hai mà bản thân tôi cũng nhỏ nhắn, thứ hai là đi ở trong phố đi về rồi các thứ là mình đi cũng thấy nó rất là cái sự phù hợp, nó vừa đi nó vừa nhẹ nhàng, nó không phải như những các cái dòng khác tôi chơi, ví dụ như dòng Jeep hay một số dòng khác thì nó có những cái nó là hỏi mình nó có tính cách nó gồ ghề hơn một chút. Về độ độc của con này thì thực ra nếu như mà để mà nó thì chắc chắn là một trong những xe mà bắt của mình chắc chắn là nó là một con những xe nguyên bản nhất. Và cái thứ hai nữa là từ tất cả cái đăng ký một cái thích là ví dụ là biển từ Hải Phòng của anh bạn đấy chuyển sang cho mình cũng chỉ là có hai người sử dụng nên cái xe cái thời gian cũng rất ít, nên là từ về phần máy hay là phần tất cả từ dàn gầm cho đến mọi thứ thì nó tương đối ổn định. Thì bản thân ví dụ như tôi đi cũng có cái đi ví dụ như từng cung đường có thể tôi chạy liền một lúc vài trăm cây số, thậm chí cũng có lúc tôi chạy vào trong Đà Lạt chạy ra cũng chỉ nghỉ có khoảng buổi trưa hoặc là một vài tiếng uống cà phê thì nó cũng đủ được. Nếu như các cái dòng xe gọi là xe cũ để đạt được về cái độ được như thế thì tôi nghĩ nó cũng rất khó. Thì thông thường thì mình cũng ban cũng tương đối nhiều để đi những cái cung đường dài như vậy thì thông thường là nó bị cái đó. Và cái hai là cái này mình thích nữa là nó cái nguyên bản về cái máy của nó là được hơn những các cái xe khác, là nó 5 mét cộng thêm cái 3 thì mọi người thì thích số tự động nhưng mà với tôi thì thích số sàn. Thì nó khi mình đi thì mình có những cái để cái thao tác chân tay mình nó phù hợp hơn. Với lại những cái mình cũng gọi là thanh niên thì đi những đấy thì nó có cái sự để trải nghiệm đấy hơn. Xe này đăng ký năm 1994 và đời thân đời đó là năm 1994. Tức là mình ví nó là một cái xe nhập nguyên chiếc ở những thời điểm đó. Phải là những cái người là ở trong là cái điều kiện kinh tế có đủ điều kiện để nhập về. Về sau thì cũng có những xe khác cùng đời về ở đời Việt Nam mình. Nhưng về sau những đời khác thì chủ yếu về sau thì là dòng bãi. Đi những con xe này hay là bất cứ những cái dòng xe khác mà gọi là của những người chơi có sự đam mê thì mỗi một con nó có một cái điểm ưu việt khác nhau. Ví dụ như trên một đường thì chủ yếu tất cả mọi người nhìn cái hình dạng, cái sự bắt mắt hay không. Ví dụ như cái con này nếu để độc thì chưa phải là độc nhưng mà đủ để cái dáng nó rộng ra ngoài. Chắc chắn với những người mà không đam mê hay là không chơi thì điều đương nhiên nó là lạ, mà thực tế nó là lạ thật, không như những dòng xe khác. Thì thực thì chắc chắn một điều thì đi ra ngoài đường thì bất cứ để đâu thì nhiều khi có khi mình đi những cái xe kia của mình nó nhiều tuần hơn rất nhiều, nhưng mà khi đi để đâu cũng không ai nhìn, nhưng mà chắc bình thường thôi. Nhưng có thể đi ngoài đường hay bất cứ đâu để đấy cũng có thể là có những em bé hay có những người ra ngó nghiêng hay nhìn hay hoặc là hỏi xe gì, hoặc là cũng muốn xem mở ra nhìn ngó trong cái nội thất hay là xem thử nó chạy cái vận hành nó ra làm sao. Thì cũng là một trong những cái nhiều khi nó cũng đấy là một cái động viên cho chính mình trong thú chơi. Ví dụ như chơi xe cũng thế, thì nó phải có một cái gì đó thì mọi người mới nhìn thì mình mới có mấy cái cảm xúc. Nhưng nhiều khi mình chơi thì mình cũng tự mình chỉ cảm nhận với mình thì nó cũng không kéo được, và đấy cũng là thêm là một cái sự chia sẻ nhưng cũng rất vui. Tất cả người đam mê xe mình nghĩ là rất ít người là bỏ cái cuộc chơi. Thông thường chỉ có một số chơi thực ra là đi tìm sự trải nghiệm, chúng ta chỉ trải nghiệm qua thôi chứ không phải là cái niềm đam mê. Thì có thể một vài lần thì mọi người sẽ không chơi được vì lúc đó nó còn rất nhiều công việc, trong công việc mình hàng ngày như là đi vợ sinh con gia đình những người khác thôi. Thì điều đương nhiên thì cái kinh tế của mình mua nhà xây nhà rất nhiều với công việc của gia đình cắt ra tất cả kinh tế mà đã chơi người trải nghiệm là chính thì từ bỏ chơi sớm hơn. Nhưng bọn mình thì thứ nhất nó cũng là xuất phát điểm là cái đam mê chơi đặc thù, có một số anh em chỉ có gần như giống nhau từ lúc mới gắn bó với nhau cái lùi chuyện đam mê. Và cái đam mê đó là cuối tuần hay chỉ đó anh em đến gặp nhau ở tại nhà nhau tự chia sẻ, hoặc là có gì mang xe ra với anh em cùng làm những việc gì không làm được ra nhiều thợ về và nghiên cứu.